Do những công lao đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, Ngài đã được Đảng, Nhà nước, Giáo hội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cho đến hôm nay, quần thể chùa Hương đã và đang trên đà phát triển. Phật giáo ở Hương Sơn cũng đang hưng long và đi vào quy củ. Lễ hội chùa Hương là lễ hội đậm nét đạo Phật thuần túy. Trên 80% du khách chảy hội là những người tín ngưỡng đạo Phật và lễ hành hương thường kỳ hàng năm. Chắc chắn không xa nữa, thắng cảnh chùa Hương sẽ trở thành kỳ quan ở khu vực Đông Nam Á và di sản văn hóa thiên nhiên của nhân loại. Được như vậy, chính là do công đức vô cùng to lớn của Thầy Hương Sơn Động Chủ đời thứ 11. Với sở học uyên thâm, giới đức trang nghiêm, từ bi vô lượng, những tưởng trên bước đường phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sinh, Thầy còn tiếp tục lâu hơn nữa để làm thiền đăng định hướng cho giáo hội, làm bóng cây đại thụ che mát cho tăng ni Phật tử sơn môn hương tích. Nào ngờ đâu bệnh duyên chợt đến, Thầy thuận lẽ vô thường, trả tấm thân tứ đại cho trần gian mộng ảo, để trở về thế giới vô tung bất sinh bất diệt. 18:40 ngày 20/4 năm Nhâm Ngọ, tức 31/5 năm 2002. Một tiếng sét lưng trời làm đàn con ngơ ngác. Thầy ra đi, mãi mãi ra đi. Thế là từ nay suối Yến không còn dịp in bóng chân nhân, Hương Sơn không còn dịp đón mừng bóng hình đại sĩ mỗi độ xuân về. Phương trượng từ nay chìm trong hương giá lạnh, phương bảo từ nay ẩn trong khói sương lam. Ngày Thầy đi con thấy trời rơi lệ, Hương Sơn buồn cây cối rủ màu tan, chim biếng hót và hoa mơ ngừng nở, suối Yến dâng ấy nước mắt đàn con. Trên 30 năm tùy duyên hóa độ chúng sinh thực hành Bồ Tát Đạo, Thầy đã để lại cho Phật giáo Việt Nam, cho tăng ni Phật tử Việt Nam, Phật giáo Hà Tây quê lụa, Phật giáo đất tổ Vua Hùng một tấm gương đạo hạnh trang nghiêm, một hiện thân Bồ Tát đại sĩ, một hiền tăng thanh tịnh từ hòa. Bằng thiện căn sẵn có, đạo hạnh trang nghiêm, trí tuệ viên dung, công đức thanh tịnh, Thầy đã gióng trống lôi âm vang rền tiếng Pháp, khai đàn thí giới, mở thông giới thân tuệ mệnh, lập trường Phật học an cư, đào tạo tăng tài kế thừa Phật Pháp, phát huy tinh thần Thích Hải Côn Bằng Linh Sơn Cốt Nhục, nghĩa thiên thai trong sáng đời đời. Dù ở cương vị nào, mỗi cử chỉ, mỗi ngôn từ của Thầy đều biểu hiện sức sống nội tâm mãnh liệt, đạo lực kiên cường, sức giáo hóa cảm phục tha nhân đặc biệt, khiến cho bất kỳ ai được diện kiến Thầy
đều phát khởi tín tâm, tu hành giải thoát, thuận lý chân như, tấm lòng bao dung độ lượng, từ bi hỷ xả, nhu hòa nhẫn nại của Thầy là một bài thuyết pháp không lời cho các thế hệ hiện tại và mai sau. Hương tích ngàn năm mãi ngát hương, chùa Thầy đạo hạnh sáng tròn gương. Hà Tây Phật học còn in bóng, Phú Thọ hoằng khai đẹp Phật đường. 53 năm diệu ánh trăng, 53 năm đạo viên thành, 53 năm thuần hòa nhân thế, 53 năm nguyệt trí thanh. Thank you.
sơn môn chốn tổ hương tích, thầy đã dốc hết tâm lực, trí lực trùng hưng lại ngôi Tam Bảo Thiên Trù, trùng tu xây dựng quần thể Hương Thiên ngày càng trang nghiêm tú lệ, xiển lập tông môn, đạo tràng chân tịnh có mặt khắp nơi, hoàng dương hiển mật viên dung, tổ ấn trùng quang ngôi Phạm Vũ, Hương Thiên ngày càng đỉnh thịnh, hòa nhập giữa đạo pháp và dân tộc, phụng sự đạo pháp và phục vụ xã hội trong suốt thời gian vô cùng và không gian vô tận, đúng với ý nghĩa. Giữ gìn tổ ấn tông phong, tốt đời đẹp đạo giữa lòng nhân gian. Trên tinh thần sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người mê muội, tử sinh nào có, ngưng thuyền từ cứu độ cảnh trầm luân. Thầy đã đến và đi, tự tại như bóng nhạn trời không, như bóng trăng đáy nước. Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân quy động bản vô tâm. Nhân sinh nhược đắc như vân thủy, thiết thụ khai hoa biến giới xuân. Nước chảy xuống khe đâu cố ý, mây bay về động vốn vô tâm. Người đời ví được như mây nước, cây sắc sinh hoa cảnh sắc xuân. Ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử Hà Tây Phú Thọ, chốn tổ đã và đang phát triển, nhưng thầy không còn ở cõi xa bà này nữa. Thầy đã nê hoàn nhập diệu, nhục thân thầy đã yên nghỉ nơi chân tịnh bảo tháp chốn tổ hương tích. Dòng thời gian dẫu trôi đi, không gian có biến dịch, song công đức và đạo hạnh sáng ngời, pháp thân thanh tịnh của thầy sẽ còn sống mãi với thời gian vô cùng, không gian vô tận, luôn luôn hằng hữu tỏa sáng trong lòng tăng ni Phật tử Việt Nam và trang Phật sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam đương đại. Người nằm đấy trong nghìn thu vang bóng, mảnh hình hài lồng lộng tựa hư không, sẽ sống mãi trong lòng Thích Tử, trong suy tư cùng pháp giới vô biên. Còn mây bạc lòng sầu tiếc thương, ra vào lòng dạ vấn vương, bóng hình đại sĩ muôn phương một màu. Hương tích thiền lâm còn đó, nhưng hạt vàng đã khuất bóng về tây. Trời chiều bến yến đã ngả màu cô liêu, mây trắng lững lờ trôi về tổng không lối rẽ. Mây bay ngờ dáng dấp, gió thoảng ngỡ âm vang, vườn chùa ôi vắng vẻ, thầy quẩy dép liên bang. Vẫn biết thế gian vô thường, vạn vật đều hư huyễn, chỉ có chân tâm là thường trụ bất biến. Ngàn xưa và ngàn sau, có đâu trăng lặn về non không trở lại, đường về bảo sở vẫn tỏa ngát mùi sen a lốc. Hà hoa lạc khứ hữu dư hương, hoa kia dẫu dục hương còn đậm. Để kế tục sự nghiệp mà thầy đã dày công xây đắp, hàng trăm đệ tử và pháp tử của thầy trưởng thành trên mọi lĩnh vực,
trong tình pháp lữ đồng sư cốt nhục, chung lo gánh vác sự nghiệp mà thầy để lại trong tinh thần lục hòa cộng trụ như nước với sữa, để không phụ công giáo dưỡng của thầy. Để tri ân tôn sư theo truyền thống Phật giáo cũng như của nhân dân Phật tử đối với cố thượng tọa trưởng ban xây dựng chùa Hương trụ trì đời thứ 11. Ban xây dựng chùa Hương đã khởi công xây dựng bảo tháp chân tịnh nơi khuôn viên thiên trụ để báo ơn tôn sư của hàng pháp tử Sơn Môn. Phù đồ chín bậc đã cao xây, đa bảo tháp xưa cũng thế này. Sinh diệt huyễn thân an đất tổ, chân như thực tính nghỉ trời Tây. Niết bàn xứ Phật như đâu đó, an dưỡng quê thầy chính tại đây. Mưa gió khôn sờn thân bảo tháp, hương hoa muôn thuở cúng dàng thầy. Với phong cách kiến trúc mang đậm mỹ thuật, tịnh mật hòa hợp, đảm bảo thức kiến trúc chuẩn mực hài hòa giữa chất liệu đá xanh với thể tính giác ngộ kiên cố như kim cương tòa, thanh thoát giữa núi rừng và độc đáo hiếm thấy trong thời hiện tại của kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Ngôi tháp ấy thật xứng đáng với bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam đương đại, đúng như lời văn trên tháp: thành đại nguyện tương ưng tam mật, viên quang tâm chân tính nhị đề. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, đã gần một năm con én liệng giữa đôi bờ nhật nguyệt để mải miết tìm cánh hoa rơi trên bờ sinh tử. Thu qua đông lại xuân về, khung trời nơi hội cũ lại đón nhận những tao nhân mặc khách. Cỏ cây cũng bừng dậy hòa nhịp tiết tấu của bản tâm ca lan tỏa khắp núi đồi hương lĩnh. Thánh thót cất lên tiếng oanh ca ríu rít, mang thông điệp của mùa xuân giao giảng khắp đất trời hoàn vũ. Phôi bào mùa xuân vẫn kết nối không ngừng, sinh thành rồi băng hoại, tan rã rồi kết tinh. Dòng yến giang tương tục vẫn tiếp nối không ngừng. Sự mầu nhiệm của vũ trụ làm vạn vật chuyển mới luôn luôn hội xuân lại về. Tuy vắng thầy, nhưng lễ hội vẫn được cử hành trang nghiêm long trọng như mọi năm. Được sự trợ duyên giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, ban tổ chức lễ hội được thành lập. Tùng Lâm Hương Tích, ban xây dựng chùa Hương cùng phối kết hợp hài hòa với ban tổ chức chính quyền địa phương và nhân dân sở tại tiếp tục duy trì những gì mà thầy đã di huấn. Phụng sự tam bảo là bổn phận của mình, ứng xử với tha nhân phải cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng. Để tưởng nhớ tới thầy, lãnh đạo chính quyền các cấp cùng với nhân dân Phật tử, trước di ảnh của bậc thầy khả kính cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho Phật pháp được hưng long, cho bách gia trăm họ ai nấy đều được phúc thọ miên trường, cát tường như ý. Để tưởng nhớ đến thầy, năm nay tăng ni và Phật tử về nhiều hơn, bùi ngùi thắp một nén hương trước giác linh thầy. Thật xúc động khi các cụ già Phật tử trong tiếng kinh cầu hòa lẫn lệ chứa chan, nhớ thương bóng hình đại sĩ. Tôn sư quẩy dép về Tây, rừng thiền hạc trắng cao bay nơi nào. Đêm dài thiền thất đèn sao, Sơn Môn thất chúng trời cao trông chờ. Người đi dấu vết chưa mờ,
bát y truyền lại tôn thờ hôm mai. Vầng son tổ ấn khôn phai, cháu con lịch đại chung vai phụng chỉ. Năm nay sắc xuân Hương Sơn đến sớm trong tiết trời ấm lạ. Chí thủy nhân sơn tòng cổ, thốn thảo báo xuân huy. Một cánh hoa thôi cũng để báo hiệu một mùa xuân, một sự khởi đầu đơm hoa kết nụ mà thầy đã dày công vun tỉa trên cánh đồng Thạch Khê sơn dã. Vầng trăng trí tuệ đã đến để soi rọi ánh sáng cho nhân gian trong đêm trường mộng ảo. Trăng lăng già vẫn lung linh tỏa chiếu xuống núi rừng hương tích. Sen a lốc vẫn tỏa ngát hương thơm trên khắp dòng suối Yến Khê. Trăng sáng lung linh mùa sen nở, trăng là định tuệ tỏa muôn nơi. Trăng tâm giới đức ngàn đời chiếu, trăng sáng như người một cuộc đời. Trăng sáng như người một cuộc đời, trăng cổ ngàn sau ánh trăng rơi. Trăng nghìn đáy nước vẫn rạng ngời, trăng kia dù mấy tầng che khuất, trăng vẫn là trăng giữa lưng trời. Trăng vẫn là trăng giữa lưng trời.